chào quý vị và các bạn, tôi tên là Nguyễn Đức Hiện. Ngày hôm nay tôi xin được nhận thuyết về vấn đề báo cáo miệng. Các bạn biết làm sao không? Chắc không biết không? Im đi, mình nói cho biết. Mình có khái niệm định tính của cơ hội quản trị giác của các không gian năng lượng. Trời ơi, má ơi, tôi coi báo cho bà nha. Trời ơi, mai mốt nè, tôi được học lại khá nè. Có 11 căn nhà luôn, mà nhà lá má ơi. Flappy Bird hả mày? Mày chết với chị nha. Đùa với ai chứ đừng có đùa với chị nha cưng. Trong gương mới thấy sao mà mình đẹp trai dễ sợ hả? Đẹp trai quá trời quá đất hả? Đẹp trai tan nhà nát cửa luôn á. Mấy cưng để chị chạy hai má cho mấy cưng coi. Thanh niên niên tốt 2014 luôn. Ta đã trở lại ăn hại hơn xưa. Xin chào bạn, chúng tiếp tục cuộc họp nha. Có khái niệm định tính của cơ hội quản trị giác của các không gian năng lượng kết thúc về một cột bố cục một cột đang hướng đến cục diện. Có khái niệm định tính của cơ hội quản trị giác của các không gian năng lượng kết thúc về một cột bố cục một cột đang hướng đến cục diện.